Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món bánh khoai môn hấp với nước dừa. Bánh để hoàn thành thì đặc biệt cái phần bánh của mình nó phải vừa dẻo như thế này nè, nó vừa dẻo và phần nước cốt dừa phải béo. Giờ mình sẽ khi đã hoàn thành rồi mình sẽ dùng thử cho các bạn xem nha. Nguyên liệu để làm món này hôm nay sẽ gồm có là 100g đường và 80g bột nếp. Đây là bột nếp nha. Và 100g bột gạo và một ít bột năng. Và không thể thiếu là 200g nước cốt dừa. Đây là 200g nước cốt dừa mình đã vắt lấy nước cốt. Và đây là 200g phai môn. Phai môn còn được gọi là phai cao ở miền Tây đó các bạn. Và để làm tạo cái màu cho đẹp hôm nay thì thay vì mình người sẽ dùng là lá cẩm, nhưng hôm nay thì mình sẽ dùng một ít nước cốt củ dền. Đây là nước cốt củ dền mình đã lấy để làm tạo cái màu cho món này nó đẹp và bổ dưỡng hơn. Giờ để hoàn thành được món này thì mình sẽ đi bào phai lang này, mình sẽ kéo phai lang, bào kéo phai lang này ra, cái phai môn này ra. Và nước cốt dừa này một lát mình sẽ làm riêng nha. Giờ thì mình sẽ làm cái phần phai môn trước. Giờ mình sẽ đi sắc, hoặc các bạn có thể bào. Hôm nay mình sẽ sắc để cho nó dày một tí của cái phần khoai này cho nó ngon hơn. Rồi giờ thì mình sẽ sắc cái phần khoai, các bạn có thể bào hoặc sắc tùy thích nha. Rồi giờ mình sẽ sắc lát mỏng cái phần khoai này ra. Rồi giờ sau 15 phút mình đã sắc được một dĩa khoai rất là ngon lát lát như vậy. Mình sẽ sắc được lát lát như vậy thôi, hoặc là bào. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái thau cho bột gạo này, mình sẽ chừa lại một ít để một lát mình làm cái phần nước cốt dừa. Cho xong rồi mình sẽ chừa lại một ít như vậy để một lát làm nước cốt dừa nha. Và bột nếp thì mình sẽ cho vô hết luôn. Rồi sau đó tiếp theo thì mình sẽ cho luôn cái phần đường này. Đường này thì cũng mình có thể cho tùy thích chứ không có hạn định nữa. Mình ở đây mình làm thì nó vừa ngọt thôi, các bạn thích ngọt nữa thì có thể cho thêm. Rồi sau khi cho hỗn hợp vô thì mình cũng sẽ cho cái phần nước cốt của củ dền. Đây là cái cốt củ dền mình cho vô để tạo cái màu cho nó đẹp. Để góp phần cái bánh cho béo và thơm thì mình cũng cho đây là nước cốt dừa. Và nước cốt dừa này mình cho một ít thôi, mình cho một ít vừa thôi. Mình sẽ cho thêm nước cốt dừa để cho cái phần bánh này nó béo thôi. Còn mình chừa lại một lát để mình tạo cái lớp. Sau khi hỗn hợp của mình thì nó cũng sẽ không có được lỏng lắm. Mình sẽ cho thêm một ít nước, một ít nước để cho nó vừa thôi. Rồi mình sẽ đánh cho tan bột hết. Cái hỗn hợp của mình đã quậy cho nó thật là mịn bọ bột, mình phải để cho nó tan hết hoàn toàn bột nếp và bột gạo. Giờ thì mình sẽ dùng một cái khuôn, ở đây thì các bạn có thể dùng cái khuôn tùy thích. Mình sẽ cho sắp cái phần lớp phai cao này vô. Mình sắp đều vô trong cái khuôn này. Sắp vô. Con nó còn gì không biết con nó mình chắc cho nó có những cái kẽ hở chứ không phải là chắc cho nó sát cái phần khoai của mình quá. Rồi sau khi cái khoai mình sắp vô xong rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đổ bột. Và cái phần bột này nè, mình phải làm cho nó đặc hơi kẹo kẹo như vậy để cho nó mới đặc lại được. Còn như là mình đổ nước cốt dừa mà nhiều quá nó bị lỏng á, bị lỏng là mình nấu nó sẽ không có đặc lại nha. Giờ mình sẽ dùng một cái rây để mình lược cho bột nó mịn.
Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái bột qua đây, cho bột từ từ nó chảy xuống đều với cái khuôn, để bột này nó mình phải rây đang cho nó mới mịn cái phần bột được. Rồi mình vừa với cái khuôn luôn nè ha. Đó, đổ đi, đổ đi. Rồi cho hết phần bột của mình là nó vừa với cái khuôn của mình luôn. Rồi sau khi mình đã rây qua rây rồi, bây giờ nhìn nè, mình sẽ tắt cái nồi sưởng lên để mình hấp cái phần này nha. Không không quá được. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong cái sưởng để mình hấp nha. Và tại nhà mình hôm nay hết dầu nên mình không có quét cái khuôn, chứ bình thường thì mình muốn lấy cho dễ phải quét dầu trong cái khuôn, chừng nữa mình sẽ mới lấy ra cho dễ nha. Nhà mình hôm nay chắc lát lấy ra chắc khó lắm luôn, đầy luôn á. Rồi bây giờ trong lúc đợi hấp bánh á thì mình sẽ làm cái phần nước cốt dừa. Nước cốt dừa còn lại của mình lúc nãy nè, bây giờ mình sẽ cho vô. Giờ mình sẽ cho phần nước cốt dừa vô trong cái thau. Sau khi cho nước cốt dừa thì mình cũng sẽ cho thêm cái phần bột năng và một ít bột gạo lúc nãy mình đã chừa lại, cho vô luôn. Mình sẽ đánh đều lên. Rồi tiếp theo mình sẽ cho một ít muối. Rồi cho nó tan hết cái phần bột này ra. Rồi sau khi mình nấu nữa được 20 phút mình sẽ dỡ nắp ra mình xem. Rồi 20 phút rồi ha. Nó cũng vừa đặc với cái ở trên này. Giờ mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa của mình nè. Mình nước cốt dừa hồi lúc nãy mình đã pha chung với bột á. Giờ mình sẽ chế lên đây. Và tiếp tục hấp để cho cái phần nước cốt dừa này nó chín luôn. Ồ, bây giờ mình sẽ rồi sau khi cho nước cốt dừa đều hết lên trên đây là mình sẽ đậy nắp và tiếp tục hấp cho cái phần bánh của mình nó chín. Và để hấp chín được cái món này thì tùy theo cái khuôn nhỏ như mình ở đây mình sẽ hấp là 45 hoặc là 50 phút trong cái nồi cơm điện. Rồi giờ sau 50 phút thì mình sẽ xem bánh của mình nó chín chưa. Wow, rất là nóng, rất là nóng. Cái này mình đổ nước dừa nó hơi nhiều quá, nó hơi dư quá, bánh nó bè ra đây luôn nè. Bây giờ mình sẽ dùng một cái cây que cây đũa đó mình xăm xuống đây để xem cái phần bánh của mình nó chín hay chưa nha. Nếu như mà mình dở lên nó không còn dính gì hết là cái phần bánh của mình đã chín rồi. 50 phút thì phần bánh mình giờ đã chín rồi. Phần nước dừa giờ nó rất là mềm. Wow, chắc ngon lắm. Vừa ăn. Bánh của mình nó được làm từ bột nếp cho nên nó rất là dẻo. Và để làm bánh này lấy ra cho nó dễ thì bạn nhớ là mình sẽ thoa dầu vào khuôn nha. Mình không thoa dầu vào khuôn nên khi mình lấy ra cái bánh của mình nó sẽ không được đẹp nè. Và mình sẽ dùng một cái cây dao mà mình bọc thực phẩm nè, mình bọc lại để mình mới cắt được cái phần bánh này ra cho nó đẹp. Mình không có bọc lại mình cắt cái phần bánh này nó sẽ không có được đẹp nha. Giờ mình sẽ cắt cái phần bánh của mình ra. Và bánh ngon thì bánh nó phải dẻo, bởi vì mình làm từ bột nếp, dẻo và dai. Đây mình bọc lại như vậy mình cắt rất là dễ và cái bánh của mình nó cũng đẹp nữa. Mình cắt ra cho nó đẹp. Rồi đây phần bánh của mình đây đã cắt ra hết hoàn toàn nè. Bây giờ mình sẽ dùng thử để xem cái bánh của mình làm nó dẻo và béo như thế nào. Sau khi bánh của mình đã hoàn thành, giờ mình sẽ dùng cái nĩa để mình ra mình ăn thử xem cái bánh của mình nó dẻo nè. Cái bánh của mình nó rất là dẻo. Và khi mà mình để nguội hoàn toàn thì các bạn mới lấy ra được nha. Để nguội hoàn toàn thì mình mới lấy cái phần bánh của mình ra được. Bởi vì chưa nguội mình lấy ra nó sẽ rất là dính. Bởi vì cái món này mình làm bằng nếp và bột nếp á, nó rất là dẻo giống như là bánh ít vậy. Vừa béo mà cái nhân của nó lại thơm, cái mùi hơi cao, nó môm á, cũng rất là ngon. Rồi các bạn đừng quên like và đăng ký chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Hiếu Quỳnh.
Bye bye, hẹn gặp lại nhé.